Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay 14 tháng 4 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Rộ tin đồn VFF lựa chọn huấn luyện viên Park Seo là ứng viên cho ghế nóng của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thay đổi liên quan đến danh sách U23 Việt Nam. Huấn luyện viên châu Âu gửi bản CV nhiều vấn đề, tuyển Việt Nam cẩn thận vết xe đổ thời ông Philippe Jouzier. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thay đổi liên quan đến danh sách đội tuyển U23 Việt Nam. Các bạn thân mến, ít ngày qua thì chắc hẳn là quý vị các bạn đâu đó là bắt gặp thông tin trên các kênh YouTube rằng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chính thức chốt danh sách 23 cái tên U23 Việt Nam cho trận đấu ra quân gặp Kuwait. Tuy nhiên thì đó là những thông tin bịa đặt. Cụ thể thì mới đây, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thông tin về thay đổi thời điểm chốt danh sách U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 so với kế hoạch ban đầu. Cụ thể là theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thì danh sách chính thức của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được ông Hoàng Anh Tuấn chốt lại là vào ngày 15 tháng 4, tức là ngày mai. Như vậy là sớm hơn một ngày so với dự định ban đầu. Cần nói thêm rằng là ông Hoàng Anh Tuấn triệu tập tổng cộng là 28 cầu thủ lên đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng trong chuyến đi sang Qatar lần này thì ông chỉ có thể mang theo 27 cầu thủ. Trường hợp đáng tiếc không thể đồng hành cùng với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á tới đây là hậu vệ Phan Tuấn Tài, do cầu thủ của Thể Công Viettel đã bị tái phát chấn thương đầu gối và không kịp hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc là sẽ có 4 cầu thủ bị loại, trong đó có một thủ môn. Về tình hình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á tới đây thì ngày hôm qua, theo giờ địa phương 13 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam đã tập làm quen sân tập mới là sân Al Ehsan, sẵn sàng cho trận ra quân ở vòng chung kết U23 châu Á 2024. Cụ thể là theo sự sắp xếp của AFC thì đội tuyển U23 Việt Nam chuyển sang sân tập luyện tại sân Al Ehsan nằm cách khách sạn chưa đầy 10 phút di chuyển bằng xe bus. Sân tập có cấu trúc và chất lượng tương tự như sân tập Qatar University nên các cầu thủ không gặp nhiều trở ngại trong việc thích nghi. Tại buổi tập thì huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn tiếp tục lại củng cố lối chơi mà ông đang áp dụng cho đội tuyển U23 nhưng với những yêu cầu cao hơn với các học trò. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập thì tiền đạo Bùi Vĩ Hào cho biết là ban huấn luyện đang chú trọng cho toàn đội tập nhuần nhuyễn hơn. Khi có cơ hội thì các cầu thủ cần mạnh dạn dứt điểm cầu môn để tìm kiếm bàn thắng và hướng đến chiến thắng. Cụ thể Vĩ Hào cho sau giai đoạn vừa qua thì tôi cũng rút ra được kinh nghiệm cho bản thân về sự tự tin, nhưng không được vội vàng và phải chắt chiu từng cơ hội có được trước khung thành của đối thủ. Hai đối thủ đầu tiên là Kuwait và Malaysia tôi nghĩ là vừa tầm với chúng ta. Toàn đội hiện là đang có tinh thần rất cao, quyết tâm cống hiến màn trình diễn tốt nhất để có kết quả thuận lợi trong hai trận đầu tiên, tiền đạo của tuyển U23 Việt Nam khẳng định. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, mới đây thì nhà báo Minh Hải tiết lộ là ban lãnh đạo bộ phận chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng như là Hội đồng huấn luyện viên quốc gia có thể là sẽ xem huấn luyện viên Park Seo như là ứng viên dẫn dắt tuyển Việt Nam để thay thế cho ông Philippe Jouzier thời gian tới. Được biết thì tiêu chí mà VFF đưa ra lựa chọn người thay cho ông Philippe Jouzier là vừa đảm bảo được tính an toàn, vừa phải có tính đột biến trong tương lai và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả trong nước nhằm kéo người hâm mộ đến sân Mỹ Đình mỗi khi đội tuyển thi đấu. Sắp tới thì VFF sẽ tập hợp danh sách các ứng viên, trong đó có huấn luyện viên Park Seo và Lee Jung-jin để cân nhắc trước khi đi ra quyết định cuối cùng. Cho đến thời điểm này thì phần lớn các quan chức của VFF đều bày tỏ ý định ủng hộ phương án huấn luyện viên Park Seo tiếp quản chiếc ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, ở một động thái khác thì như đã chuyển đến các bạn, cách đây ít ngày thì huấn luyện viên Lee Jung-jin trở lại Việt Nam để cùng gia đình đi du lịch. Trong chuyến đi này thì ông Lee Jung-jin đã ghé thăm người bạn cũ Lê Huy Khoa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cùng nhóm của mình sau đó trở về Hàn Quốc. Sau khi chia tay tuyển Việt Nam thì ông Lee Jung-jin là thành viên của Ủy ban tăng cường Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Cựu trợ lý tuyển Việt Nam có nhiều thời gian nhàn rỗi và sẵn sàng nhận dẫn dắt bất cứ đội bóng nào nếu có lời mời hợp lý cùng mục tiêu phù hợp. Đây được xem là cơ hội cho VFF và ông Lee Jung-jin tái duyên trong vai trò mới.
Theo tìm hiểu của trang Sunstar cho biết thì trợ lý Lee Jung-jin khá thích thú với vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Trường hợp mà VFF có lời mời thì ông Lee sẽ vui vẻ nhận lời. Ông Lee Jung-jin có lợi thế lớn là gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2017. Cựu trợ lý của huấn luyện viên Park Seo không cần nhiều thời gian để thích nghi, cũng như là am hiểu văn hóa ở Việt Nam. Ông cũng hòa nhập dễ dàng với các cầu thủ và đặc biệt là trợ lý Lee được đánh giá rất cao về chuyên môn. Tháng 6 tới đây thì đội tuyển của chúng ta còn hai trận đấu gặp Philippines và Iraq ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Tình thế của chúng ta hiện nay gần như là cạn hy vọng tranh vé đến vòng 3 do kém Indonesia 4 điểm. Tuyển Việt Nam nếu muốn đi tiếp thì phải thắng cả hai trận kèm theo điều kiện là Indonesia chỉ có 1 điểm. VFF rõ ràng là có thể tính đến phương án mời ông Lee Jung-jin dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hoặc là tạm quyền trong hai trận đấu kể trên. Và nếu ông Lee làm tốt thì VFF có thể tính đến chuyện ký hợp đồng chính thức. Vấn đề này là rất quan trọng vì là giúp cho VFF tránh lặp lại sai lầm trong việc lựa chọn huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia. Ngoài ra thì như đã nói ở trên, huấn luyện viên Park Seo cũng có thể được mời để trở lại trong một vai trò khác để hỗ trợ cho ông Lee Jung-jin. Có thể là huấn luyện viên Park Seo sẽ làm cố vấn chuyên môn cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian cần tìm lại niềm tin từ người hâm mộ. VFF cũng cần phải thể hiện sự dũng cảm và trách nhiệm trong việc lựa chọn huấn luyện viên thay cho ông Philippe Jouzier. Yếu tố như là phù hợp cần phải được ưu tiên trong việc chọn người mới. Trợ lý Lee là người có thể đáp ứng được yêu cầu của VFF và có nhiều lợi thế nhất để có thể là viết tiếp thành công thời huấn luyện viên Park Seo. Cũng liên quan đến chiếc ghế nóng tại đội tuyển Việt Nam thì như đã chuyển đến các bạn ở những bản tin trước, mới đây thì một huấn luyện viên châu Âu người Đức đã gửi bản CV đến VFF. Cụ thể là huấn luyện viên Marco Pezzaioli, người Đức từng vô địch U19 châu Âu và làm trợ lý của nhà cầm quân nổi tiếng Ralf Rangnick. Đội hình U19 Đức vô địch châu Âu hồi năm 2019 do ông Marco dẫn dắt có nhiều cầu thủ sau này đã nổi danh trên toàn thế giới như là Ter Stegen, Leno, đặc biệt là Mario Götze, chờ sút ghi bàn thắng quyết định giúp cho tuyển Đức thắng Argentina ở chung kết World Cup 2014. Hồi năm 2011 thì khi huấn luyện viên Ralf Rangnick chia tay câu lạc bộ Hoffenheim, ông Marco đảm nhận vai trò trợ lý và được tin tưởng cho vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên thì trong phần lớn sự nghiệp cầm quân, ông Marco không thực sự là có duyên với các đội chuyên nghiệp. Năm 2006 thì nhà cầm quân người Đức này đã bị sa thải chỉ sau 5 trận dẫn dắt Eintracht Trier. Thời điểm đó thì Eintracht Trier đang thi đấu ở giải hạng 4 trong hệ thống của bóng đá Đức. Sau nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ thì mãi đến năm 2011, huấn luyện viên Marco Pazzioli mới có cơ hội thứ hai khi thay thế ông Rangnick nắm quyền ở câu lạc bộ Hoffenheim. Nhưng nhiệm kỳ lần này cũng chỉ kéo dài chưa đầy nửa năm. Hoffenheim đã vội vàng công bố là sẽ không gắn bó với huấn luyện viên Marco khi đội bóng trải qua chuỗi phong độ kém cỏi, chỉ thắng 1 trong 8 trận. Sau đó thì sang Nhật làm việc tại Cerezo Osaka, huấn luyện viên Marco Pazzioli cũng chỉ trụ được vài tháng. Trong thời gian ông cầm quân, Cerezo Osaka không thắng nổi trận nào tại J-League. Câu lạc bộ mà ông Marco Pazzioli dẫn dắt lâu nhất là Benagaru ở Ấn Độ. Nhưng trong một giải trọn vẹn duy nhất của chiến lược gia này thì câu lạc bộ Ấn Độ xếp thứ 6 trên 10 đội. Nhìn nhận một cách khách quan thì ông Philippe Jouzier là người có trình độ chuyên môn tốt, đặc biệt là trong việc đào tạo trẻ. Tuy nhiên thì ở thời điểm mà ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Jouzier đã trải qua nhiều năm không trực tiếp cầm quân. Sau những chiến tích lịch sử cùng đội tuyển Nhật thì vị chiến lược gia người Pháp cũng đã không đạt nhiều thành công trong gần 20 năm tiếp theo dù chuyển nhiều đội bóng khác nhau. Ông Philippe Jouzier không sai khi muốn xây dựng lối chơi chủ động cho đội tuyển Việt Nam, nhưng những tính toán đường dài của ông dường như là hợp với tầm nhìn của một giám đốc kỹ thuật hơn là một vị huấn luyện viên phải đối mặt với áp lực chiến thắng. Để rồi thì hậu quả là đội tuyển Việt Nam đã thất bại trong chiến dịch quan trọng nhất, đó là vòng loại World Cup, và ông Philippe Jouzier cũng phải sớm chấm dứt hợp đồng như các bạn đã biết. Trở lại với trường hợp của huấn luyện viên Marco Pazzioli thì có không ít điểm tương đồng với ông Philippe Jouzier. Nhà cầm quân người Đức đã tạo dấu ấn ở cấp độ đội tuyển, tức là đội tuyển U19 Đức, nhưng lại không thành công ở những đội chuyên nghiệp sau đó. Trong 10 năm trở lại đây thì ông Marco Pazzioli chủ yếu làm giám đốc kỹ thuật và đào tạo trẻ hơn là trực tiếp cầm quân. Điểm trùng hợp của ông là từng cùng làm việc ở Trung Quốc giống như ông Philippe Jouzier. Và với những hạn chế tương đối rõ ràng như vậy
phương án huấn luyện viên Marco là hoàn toàn có thể có nguy cơ khiến cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta đi vào vết xe đổ như thời huấn luyện viên người Pháp ông Philippe Doutier. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.